Đây là chiếc đồng hồ Rolex Dayrex 228235 full vàng hồng AU750. Ban đầu chiếc đồng hồ này không có full kim cương trong mặt dial, và vành bezel này cũng không phải là vành kim cương mà là vành khía chạy tia như thế này. Đây là chi tiết ban đầu. Mặt sơn đất, cọc số La Mã, vành khía chạy tia. Vành khía chạy tia này là một trong những đặc điểm nhận diện thương hiệu đồng hồ Rolex chính hãng. Và chiếc đồng hồ đã trở nên vô cùng sang trọng, đẳng cấp và lấp lánh với sự chiếu bắt sáng của những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một. Dù là trong mặt dial hay là vành bezel, tất cả những viên kim cương này là những viên kim cương tuyển chọn của tuyển chọn và của tuyển chọn, có nghĩa là Kỳ Lân sẽ tuyển chọn những viên kim cương đẹp PVS và sau đó chọn lại những viên đồng nhất kích thước, đồ sạch, đồ đẹp và tương đồng với nhau để những viên kim cương này luôn luôn đẹp nhất và bắt sáng chiếu lấp lánh nhất để cho chiếc đồng hồ trở nên sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu hơn. Chiếc đồng hồ này được một vị khách hàng rất đặc biệt mua new đặt tại Kỳ Lân, chính hãng Rolex, tình trạng new mới 100% và yêu cầu là phải đính full kim cương mặt dial cũng như là đính kim cương vành bezel, và Kỳ Lân đã thực hiện là một cái mặt khác. Thay vì ban đầu cái mặt dial như thế này là mặt sơn đất hồng nhẹ, cọc số là cọc số La Mã, chi tiết bên trong góc ban đầu như thế này, và Kỳ Lân tháo ra cắt cái mặt dial này đi. Kỳ Lân tiến hành làm một cái mặt dial khác bằng vàng, sau đó Kỳ Lân đính full kim cương vào cái mặt dial đó, và kể cả những cọc số này Kỳ Lân cũng gắn những cọc số là kim cương Vergate